Thử thách yoga chào mặt trời tham dự ngay. Đây là một sự kiện yoga đặc biệt dành cho những ai yêu thích, đam mê và luyện tập yoga. Chúng ta tham dự chương trình thử thách yoga chào mặt trời và đăng ký cho mình những nội dung. Ví dụ, chúng ta hoàn thành 21 vòng bài tập yoga chào mặt trời, hoặc là 54, hoặc là 108, thì ban tổ chức của Học viện Yoga Teki Việt Nam sẽ gửi tấm huy chương hoàn thành đến cho tất cả chúng ta. Huy chương hoàn thành 21 vòng, 54 vòng và 108 vòng, kèm một phần quà vô cùng thêm đặc biệt nữa, đó là chiếc áo với dòng chữ 21 vòng chào mặt trời, chiếc áo 54 vòng và 108 vòng dành cho những ai đã hoàn thành 108 vòng chào mặt trời. Thông thường hết 21 vòng bài tập yoga chào mặt trời là bài tập rất là dễ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chúng ta, thì sẽ khoảng tầm 20 đến 25 phút. Nên là những ai mà chúng ta mới tập yoga, sức khỏe chúng ta trung bình hoặc là làm quen thì chúng ta đăng ký nội dung 21. Còn chúng ta đã tập quen rồi thì khoảng 54 vòng sẽ tập khoảng tầm trên 60 phút, và 108 vòng thì sẽ cần một sự nỗ lực cố gắng hơn trong khoảng tầm hơn 3 giờ thực hành liên tục bài tập yoga chào mặt trời. Và Kim Ba khuyến khích và mong ước rằng tất cả chúng ta, kể cả tập qua Zoom, qua video và những người đã theo dõi Kim Ba, hãy tham dự chương trình này bằng cách ngay bây giờ hãy comment hoặc là inbox cho Kim Ba. Ví dụ chúng ta comment inbox là đăng ký 21 để đăng ký nội dung 21, đăng ký 54, đăng ký 108. Chương trình sẽ diễn ra qua hình thức là online và chúng ta diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2024 như một sự kiện đặc biệt để kỷ niệm ngày tuyệt vời, đó là ngày phụ nữ, và cũng như là chúng ta ghi dấu lại trong một năm mới, trong một năm 2024 có nhiều cái kỷ niệm và đặc biệt là mang tấm huy chương tuyệt vời. Mỗi lần chúng ta nhìn vào nó, chúng ta nhớ rằng chúng ta từng tham gia, chúng ta là một người yêu mến, chúng ta là người yêu thích luyện tập yoga. Và ngay bây giờ còn chờ đợi gì nữa, hãy comment và inbox cho Kim Ba đăng ký 21, 54 hoặc 108, và Kim Ba sẽ chờ đợi tấm huy chương này được gửi tới mọi người sau khi hoàn thành thử thách yoga chào mặt trời của chính bản thân mình.